đàn ông đều thích người phụ nữ nghe lời. Nhưng giả sử người đàn ông thích người phụ nữ đó thì dần dần sẽ nghe lời người phụ nữ đó. Bởi vì nó đã bị chính phủ đuổi ra khỏi nước. Em nói đi, thật ra em đã làm cái gì? Tại sao bị người ta đuổi ra khỏi nước? Gì chứ? Bây giờ anh đã lục đồ của em, anh có tôn trọng em không? Không thèm nói với anh nữa. Trả lời đi. Lần trước em email nói cho anh biết trường học nó không hợp với em, nên em phải chuyển trường. Lúc đó em mới nghe ra chuyện này phải không? Em tưởng làm như vậy khỏi trả lời anh sao? Anh hỏi em đã phạm tội gì, tại sao bị người ta đuổi ra khỏi nước? Anh nói lại đi anh Quang. Chị Hai chỉ ở đây thật là đúng lúc. Em muốn hỏi xâm phạm quyền cá nhân phải phạt bao nhiêu tiền và ngồi tù bao lâu? Chị Hai à, chị là chánh án mà, phải cho người dân có quyền biết chuyện này chứ. Theo điều khoản bảo vệ chuyện riêng cá nhân ở điều thứ 70 chương 486 của pháp luật Hồng Kông, bất cứ ai chưa được ủy quyền mà ăn cắp hoặc tiết lộ tài liệu của người khác, một khi định tội sẽ bị phạt tù 6 tháng và tiền phạt là 10.000. Em làm cái gì chị Mẫn? Em chỉ nói điều khoản đó thôi. Với lại đã xâm nhập chỗ cá nhân, ăn cắp, tinh thần của em bị quấy rối. Chị Hai à, chị phải làm nhân chứng nha. Anh Hai, anh phải ngồi tù lâu lắm đó. Em đừng có dọa anh, có dọa thì báo cảnh sát đi. Được. Bảo gì? 3 số 9 phải không? Bởi vì nè, nè. Điện thoại chưa mở mà, sợ lắm hả? Giỡn thôi. Em thiệt quá đáng á, sao em chuyện này nó giỡn? Anh thật không ngờ em lại hư hỏng quá đáng đến như vậy. Có phải anh không muốn nhìn thấy em không? Vậy thì em đi. Em không được đi. Hai anh em bình tĩnh lại đi. Anh đừng có làm nó, sao làm nó bỏ đi đó. Em và anh về phòng đi. Đi. Cô suy nghĩ về chuyện Bảo Di hả? Một đứa con gái tự nhiên bị người ta trục xuất ra khỏi nước, anh đó anh không lo là sao? Hồi nãy em thấy anh bị nó quen như dế, anh không làm được gì đó đâu. Hơn nữa nó không chịu nói, anh ép nó cũng vô ích, chỉ làm cho nó bỏ đi. Trước đây nó theo ông giáo sư đi qua Mỹ, anh không ngăn cản được nó nên mới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trách nhiệm này anh phải gánh vác. Nhiều phụ huynh cũng giống như là anh vậy đó. Vì quá căng thẳng, rất dễ biến sự dạy dỗ thành quản thúc. Quản thúc quá thì sẽ trở thành áp lực. Tụi nó còn trẻ, cách nghĩ chưa chững chạc, vì trốn tránh áp lực rất dễ gây nên thiên kiến và nổi loạn. Anh định đi nói với nó sao? Bây giờ là nửa đêm rồi. Cho dù anh không đi hỏi nó cũng không thể không làm gì hết. Vậy là sao? Anh tính lên mạng tìm tài liệu, ít ra có thể ăn nói với ba. Cũng đúng. Anh nhớ nha, sáng mai khi anh gặp nó phải ăn nói nhỏ nhẹ một chút, đừng có cầu căng quá, mà không chuyện tốt trở thành xấu đó. Nhớ nha, tìm hiểu là quan trọng. Anh biết rồi, nhỏ nhẹ một chút. Chào em. Chà, ngon quá ta. Để coi trường nào hợp với em. Cái này ăn được sao? Nè, đừng nói là anh Hai không hiểu em. Tạm thời em không muốn nói ở Mỹ em đã gặp chuyện gì, anh Hai sẽ không ép buộc em nữa, ok? Chắc là chị Hai dạy anh phải không? Em mặc kệ. Nè, ở đây rất nhiều tài liệu các trường học đại học, ở công thương, ngoại thương. Em đâu có đòi đi học đâu. Bảo Di à, em còn rất trẻ, lại không có kinh nghiệm làm việc, khó tìm việc làm lắm. Hơn nữa em phải tốt nghiệp đại học chứ đã. Sự này sao mà chua quá vậy? Qua đát rồi hả? Không phải chứ, trước giờ anh đều mua siêu thị này mà. Có gì đâu. Anh Hai, sáng nay anh không hút bụi sao? Sáng nay em cũng thấy anh quét dọn hút bụi mà. Hút rồi, sàn nhà dơ lắm hay sao? Anh đang bàn với em về chuyện đi học, em hãy nghiêm chỉnh trả lời anh đi cô được không? Được, vậy em sẽ rất nghiêm chỉnh trả lời anh. Em không muốn học. Nhưng trước đây em nói em muốn học mà. Anh cho em ăn học bên Mỹ mấy lâu nay, bỏ học nửa chừng em có biết là lãng phí tiền bạc và công sức của anh hay không? Tiền gì chứ, em trả cho anh nè. Nè, em chỉ có nhiêu đó thôi, những thứ khác nợ trước trả sau. Em tưởng anh không dám nhận sao? Trong túi em không có tiền, cô em làm sao bước ra ngoài? Xin chào. Chào em.
cho chị hai. Ủa, mỗi khi ít thấy chị mang giày cao, sáng nay đi đâu vậy? Chủ nhật nào chị cũng đi tập. Hi, ở bên Mỹ em cũng có tập đó. Em muốn sao đây? Hai anh em đang bàn công chuyện hả? Bàn xong rồi, hay là em đi theo chị nha. Để em có thể khóa gian xe chị cũng có thể mời em ăn cơm. Không tình vấn đề. Ai nói không có tiền không được đi chơi. Được rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ tập Nataraja. Giơ chân trái lên, dùng cánh tay trái kéo chân ra đằng sau, rồi từ từ nghiêng về phía trước. Nhớ là phải từ từ. Thân với tay và sàn nhà phải thành một đường thẳng. Động tác này chúng ta phải làm 5 giây. 1 2 3 4 Xong rồi, từ từ để xuống. Mình đi giải quyết chút việc. Mẫn đưa Bảo Di vào phòng Minh Tưởng tham quan đi. Ok. Phòng Minh Tưởng chỉ có 4 bức tường, có gì coi chứ. Để đi. Giờ đi. Ý, phòng Minh Tưởng này thiết kế cũng khá đẹp nha. Nếu bật nhạc lên sẽ rất dễ chịu. Không chỉ dễ chịu, nếu thiết cần thiết, chị thì sẽ ở đây trị liệu nghệ thuật cho học trò. Thế nào là trị liệu nghệ thuật? Trị liệu nghệ thuật tức là thầy trị liệu dẫn dắt khách của mình đem chuyện không vui mà họ giấu trong lòng ra vẽ để trút bỏ. Hay là em cũng thử vẽ đi. Trời ơi, em ăn ngon ngủ ngon chơi cũng vui, có gì mà trút ra chứ. Em không chịu nói ở bên Mỹ em đã gặp chuyện gì, chị cảm thấy em có chuyện gì không vui, cho nên dùng cách này để trút ra hết. Thì ra chị dòng do nãy giờ là muốn dụ em nói ra. Chị hai à, chị đừng tốn công sức nữa. Chị chỉ muốn giúp em thôi. Thật ra chị đưa em ra ngoài là em đã vui lắm rồi. Đỡ hơn anh hai, ảnh xấu thiệt đó, lấy hết tiền của em mà. Sao anh quan kỳ quá vậy? Anh có nghĩ đến an toàn tính mạng của em mình không? Lỡ như Bảo Di gặp phải cướp thì sao đây? Không cướp nhất định sẽ cưỡng hiếp. Không cần phải nói quá như vậy. Ý, mai thì không nói, chỉ sợ xui xẻo thôi. Thật ra chị cũng không đồng tình về cách làm của anh hai em. Em đừng sợ, chị Thi sẽ cho em mượn tiền. Hay quá, chị Thi à, chị tốt bụng ghê đó. Bảo Di, em mượn tiền là phải trả. Em tính trả bằng cách nào đây? Có thì trả thôi, dù sao chị Thi cũng đâu cần trả gấp, phải không? Chuyện đâu có. Dù sao em cũng không có định tiếp tục học. Chị đề nghị em đi tìm việc làm. Một là có thể trả tiền, hai là khỏi phải ăn không ngờ rồi. Đỡ hơn ngày nào cũng ở nhà bị canh chừng, có phải không? Chị nói đúng. Nhưng mà làm bán hàng đứng hoài mỏi chân lắm đó. Ngồi văn phòng thì em lại sợ có bụng. Mấy chuyện này khi khác tính đi ha. Vậy vừa có thể đứng nè, vừa có thể ngồi, thỉnh thoảng lại có thể nằm nữa. Có thể chơi từ sáng cho đến tối, cuối tháng lại có lương. Công việc này có thích hợp không? Có thì em không từ chối. Mẫn, Mẫn sao vậy? Mẫn tính là... Nè, trước đó thì nói là phòng yoga tuyển người mà. Thôi thì nhận Bảo Di giúp đi. Được đó, vậy khi nào em có thể đi làm đi? Ok, vậy thì mình sẽ nói với người cộng sự một tiếng. Chị nghĩ ngày mai thì em có thể đi làm. Hay quá. Cái gì? Em giới thiệu Bảo Di đến làm trợ lý ở phòng yoga hả? Sao anh phản ứng mạnh như vậy? Sao không phản ứng chứ, nó phải đi học đại học mà. Hôm nay anh còn năn nỉ hiệu trưởng trường đại học mà anh học, xem xét để nhận nó vào. Nhưng mà bản thân nó chịu học mới được chứ. Đâu phải anh không biết nó nghĩ thế nào. Nó nghĩ thế nào thật ra không quan trọng. Tóm lại là nó phải tốt nghiệp đại học. Anh lại nữa rồi, chẳng phải em đã nói với anh đừng có. Đừng có tạo áp lực cho nó chứ gì. Nếu nó lên người thì không nói, khổ nổi là không. Em thấy Bởi Di không có hư như anh nói đâu. Đôi khi chỉ tạnh lo quá thôi. Bây giờ nó làm việc ở phòng yoga, em cũng thường xuyên đến coi chừng nó. Anh yên tâm đi. Em đã sắp xếp hết rồi, anh cũng có thể làm gì nữa. Không được, phải nói ba biết. Bảo Di đã tìm việc gì làm. Nếu không, bà lại nói anh không có trách nhiệm. Alo má hả? Được rồi, con sẽ cố gắng làm mà. Nè, lãnh lương rồi, con sẽ mời má uống trà. Nói với Bảo Bối là con sẽ mua MP3 cho nó nha. Nó đúng là cô đinh em, danh xứng chí thực. Chuyện của nó anh không thể đoán được. Từ từ hít thở. Động tác này chúng ta phải làm trong 5 giây. 1 2 Hít vào, thở ra. Được rồi, tiết này đã xong, cảm ơn. Sao hả Bảo Di? Ngày đầu tiên đi làm có thấy mệt không? Mệt cỡ nào cũng không bằng ở nhà bị anh hai cằn nhằn. Cũng phải đó, trước giờ chị cũng thấy anh hai em giống phụ nữ hơn là đàn ông. Chị không hiểu sao chị hai em có thể nhịn được. Tính của ảnh lôi thôi một chút, nhưng mà ảnh rất chu đáo. Phụ nữ tầm thường không biết chiêm ngưỡng đâu, chị hai thì rất khéo nhìn người đó. Phải. À phải chị Thi à, em thấy máy hi-fi kế bên phòng chúng ta giống hệt như máy nhà anh Hùng vậy. Nhưng mà tại sao cứ như thiếu cái gì đó, hay là chị đổi cái mới đi? Em đã đến nhà ảnh, em và ảnh có quan hệ gì?
là bạn bè mà còn là bạn bè rất thân nữa. Không thể nào. Anh Hùng nổi tiếng là lạnh lùng khó chịu, không có bạn bè. Huống chi chị cũng từng chưa thấy ảnh cười bao giờ. Ảnh lạnh lùng như vậy làm sao có người bạn thân như em được chứ. Ha, chị cũng hiểu ảnh ghê ha. Bộ hai người thân lắm sao? Chị và chị hai em từng học đại học. Chị từng học luật 1 năm, còn ảnh thì từng làm giảng viên cho tụi chị. Cho nên chuyện của ảnh chị có nghe được đôi chút đó. Nghe người ta nói mà chị nhớ rõ như vậy, chị để ý ảnh hả? Người ta nói thì chị nghe thôi, thật không? Tất nhiên rồi. Chị áp áp uống chị yêu ảnh rồi, mối tình thầy trò. Đừng mà, đi quá đi. Bị cáo Âu Kim Bụi bị khởi tố vào ngày 12 đến ngày 14 tháng 5, giam cầm trái phép thiếu nữ tên Trương Tiểu Linh ở nhà số 226 lầu 3 thôn Sài Loan. Cô Trương Tiểu Linh, xin hỏi vào ngày 12 đến ngày 14 tháng 5 ở nhà 226 lầu 3 thôn Sài Loan đã xảy ra chuyện gì? Tôi đã bị má tôi nhốt trong phòng không cho ra ngoài. Tại sao bà ấy làm như vậy? Đúng ra tôi đã hẹn đám bạn đi coi phim, nhưng mà bảo vô quan tôi nói là tôi chơi thuốc lắc nên đã nhốt tôi mấy ngày. Sau đó tôi leo cửa sổ bỏ trốn. Bà chánh án kêu tôi là phải coi chừng nó kỹ càng. Tôi phải ra ngoài làm việc, đương nhiên phải nhốt nó lại rồi. Lỡ nó đi đây đó là làm sao đây? Vậy có phải bà thừa nhận vào ngày 12 đến ngày 14 tháng 5 đã nhốt Trương Tiểu Linh trong phòng hay không? Phải. Nhưng mà mỗi ngày tôi cho nó ăn đủ 3 cử. Tôi lấy điện thoại cầm tay của nó, cũng chỉ muốn nó chuyên tâm học bài thôi. Bà làm vậy là muốn tốt cho tôi sao? Giống như chị lần trước đã nói, bà có nghĩ đến việc tôi cần cái gì hay không? Tôi có thích sự sắp xếp này hay không? Bà chán án à, bà có còn nhớ chị lần trước vẽ hình của bà nói không chứ? Trật tự. Trương Tiểu Linh, ở tòa không được la lối. Bà chánh án, lần trước cũng chính bà đã nói, kêu tôi phải làm tròn trách nhiệm người mẹ, coi chừng con cái kỹ càng. Bây giờ tôi giữ kỹ một chút thì nói là tôi giam cầm. Thật ra tôi phải làm sao mới đúng đây? Ô Kim Muội, lần trước bổn tòa kêu bà chăm sóc con một cách thích đáng, không phải là kêu bà nhốt nó lại, bóp lột sự tự do của nó. Ý của tôi là kêu bà dành ít thời gian và sự nhẫn nại tìm hiểu con của bà. Tuy rằng đó là vị thành niên, nhưng nó cũng có nguyện vọng và quyền lợi cá nhân của nó, bà có hiểu không? Tôi hiểu. Căn cứ luật thông thường chỉ dừng giam cầm trái phép là tội nghiêm trọng, một khi định tội sẽ bị xử ngồi tù, hình phạt là trên mấy năm. Hả? Phải ngồi tù mấy năm? Tôi thưa bà vì muốn cho bà sợ thôi. Bà chỉ đáng à, tại tôi hư, tôi không nghe lời cho nên má tôi mới nhốt tôi lại. Đừng bắt má tôi ngồi tù. Tòa án là nơi nghiêm túc, không phải là em quyết định không thưa là không thưa. Nhưng bây giờ em hiểu, má em quản thúc em là vì muốn tốt cho em. Ô Kim Bụi, nếu bà chịu tìm hiểu con của bà nhiều hơn cũng không xảy ra chuyện hôm nay. Giam cầm trái phép tức là dùng thủ đoạn không chính đáng để hạn chế tự do của người khác, khiến người bị hại nảy sinh bất an. Trương Tiểu Linh, nhân chứng của vụ kiện này, bị nhốt 3 ngày leo cửa sổ bỏ trốn, chứng tỏ ở lại trong phòng không phải là nguyện vọng của cá nhân em. Chứng cứ bên ngoài của vụ án này thành lập, nhưng mà điểm xuất phát của bị cáo là muốn bảo vệ đứa con. Căn cứ năm 1985 ở bang X, người mẹ giam cầm đứa con ở gara. Và năm 1992, Trần Đại Hải, ngư dân Hồng Kông giam cầm đứa con đần độn. Hai vụ án trên và vụ án này tương đối giống nhau. Bị cáo đều xuất phát từ tình cảm quan tâm mà giam cầm người thân. Có thể thông cảm. Sau cùng hai vụ án được xử vô tội. Do đó, bổn tòa áp dụng vụ án trên, tuyên bố bị cáo Âu Kim Muội tội giam cầm trái phép không thành lập. Cảm ơn bà chánh án. Nhưng bổn tòa suy xét Âu Kim Muội phải làm việc lâu dài, không đủ thời gian để quản lý con cái, nên giao Trương Tiểu Linh cho Sở Phúc Lợi Xã hội quản lý thay. Hả? Bà không cho con gái tôi theo tôi sao? Chúng tôi sẽ có nhân viên chuyên nghiệp đến làm việc. Tôi cũng mong trong thời gian này bà có thể cùng con gái sống hòa thuận hơn. Vậy được. Cảm ơn. À phải, chưa có dịp để nói xin lỗi anh. Em nói chuyện của Bảo Di hả? Lần trước nó bất thình lình đến nhà anh quấy rầy anh. Em và anh Quang cũng cảm thấy rất ngại. Cho nên chiều này anh đừng dành với em nha. Thật ra những cô gái thiên kiến và nghịch ngợm như là Bảo Di bao giờ cũng biết tự bảo vệ cho mình, khó mà tìm hiểu cô được. Có trách em lại đau đầu như vậy? Điều khiến cho em đau đầu không phải là chuyện đó. Sau khi Bảo Di đến nhà em ở, giữa em và anh Quang vì vấn đề dạy dỗ nó đã có thêm nhiều tranh cãi. Em sợ tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng của em. Nhưng anh thấy hoàn toàn trái ngược nhau. Vợ chồng em cùng đối mặt giải quyết chuyện của Bảo Di là sẽ giúp cho vợ chồng của em có thể hiểu nhau nhiều hơn. Tụi em lấy nhau lâu rồi cũng không có chuyện gì. Nếu kia biết chuyện Bảo Di bị nước Mỹ trục xuất về nước thì nảy sinh vấn đề. Em có biết là vì chuyện gì không? Biết thì em đâu có phiền não như vậy.
Nó không nói thì không ai biết. Nè, ra ngoài uống nước nha. Khuya rồi, tôi đã ngủ rồi. Anh nói xạo. Em thấy nhà anh chưa tắt đèn, sao mà ngủ được chứ? Bản thân là một thẩm phán mà lại nói dối như vậy, em nhất định sẽ hay ra đó. Nè, cô làm cái gì vậy? Nè, nè, cô làm cái gì vậy? Cô đứng lại. Đứng lại mau. Em không đứng. Mau trả lại cho tôi. Trả cho tôi. Không trả. Tại sao cô phải làm vậy? Tại sao anh lạnh lùng quá vậy? Anh không có bạn bè thật sao? Anh có biết mọi người đặt cho anh biệt danh là kẻ cô độc không? Anh đừng nhăn mặt nhăn mày hoài, cười lên đi. Bây giờ ở độ tuổi của cô đã đang đi học mà, tại sao lại bỏ học nữa chừng để về Hồng Kông trước? Anh trả lời em trước đi. Được, em nói cho anh biết, nhưng mà anh phải cười cho em coi đi. Được, nhưng cô không được nói dối. Ừ. Thật ra em qua Mỹ cũng đâu có ý định học đâu. Tính ở Hồng Kông bay nhảy là được rồi. Ai ngờ em đã quen được ảnh đó. Người đó là ai vậy? Là Tenny. Ảnh là giáo sư dạy lịch sử Hy Lạp cổ. Em quen ảnh ở thư viện. Ảnh rất quan tâm em. Mỗi lần em và ba em cãi nhau, ảnh cũng dùng đủ mọi cách để dỗ dành em. Ảnh còn hứa với em là sẽ đưa em qua đảo nhỏ ở Hy Lạp để nghiên cứu khảo cổ. Có thể cùng ảnh nghiên cứu, lãng mạn biết mấy. Cho nên cô đã theo ảnh ra nước ngoài để du học, phải không? Dạ phải, ba em phản đối dữ lắm. Nhưng ông càng không muốn thì em càng phải làm cho được. Ai ngờ ảnh đã có vợ. Ảnh đã lừa dối em. Sau khi biết chuyện, em rất giận nên đến hỏi ảnh. Ai ngờ lúc em và ảnh cãi nhau thì giờ ảnh đến còn tát em một cái nữa. Cô đâu có phải là hạng người đứng yên để người ta đánh đâu. Người bị gạt là em. Em mới chính là nạn nhân, đương nhiên thì em phải đánh trả lại chứ. Rồi chính vì vậy mà cô phải ra tòa. Sau đó không học được nữa, phải trở về Hồng Kông, cho nên không dám gặp người nhà nữa, có phải vậy không? Đủ rồi. Nè, tới lượt anh đó. Cái gì? Anh là bố của anh hả? Chánh án là không được nói dối đâu. Vậy là đã cười rồi hả? Nè, vậy còn chưa được sao? Dĩ nhiên là không được. Anh làm lại đi. Phải cười tươi một chút. Nè, cô lại làm cái gì nữa? Hèn gì anh không cười thì ra xấu đến như vậy. Xong xuôi. Bây giờ chị tin chưa? Em dùng cách nào để bổ núi băng này ra vậy? Em đã nói em và ảnh là bạn thân mà. Có phải chị thấy ganh tị không? Không biết em đang nói gì. Làm việc đi. À phải, gần đây có rất nhiều người đăng ký học yoga. Có lẽ là do em phát giấy quảng cáo có hiệu quả đó. Em siêng năng như vậy, có một yêu cầu có được không? Sao hả? Mới đây đã đòi tăng lương rồi sao? Không phải, không phải. Lát nữa em gái em sẽ đến đây tìm em. Vậy nó có thể cùng chúng ta tập yoga không? Đương nhiên không thành vấn đề. Cảm ơn chị. Chị ba. Bảo bối. Đây là em gái của em. Còn đây là chị Thi. Chỉ là cô giáo dạy yoga mà cũng là bà chủ ở đây nữa. Chị tốt bụng chị lắm. Chị Thi. Chào em. Nè, năm nay tốt nghiệp trung học rồi, thi sao rồi đây? Cả đường quân chết hết rồi, đừng có nhắc nữa. Không sao, không sao. Không học thì đi làm việc, chị ba sẽ tìm việc làm cho em. Hả? Còn nhắc làm việc? Em làm địa ốc á thì ba nói là xuất đầu lộ diện. Làm trợ lý văn phòng á thì nói là không có tương lai, làm gì cũng không có cho hết. Thời đại gì rồi? Ba của em cổ hủ quá đi. Phải đó. Nếu ba dễ dãi một chút thì em và ba đâu có căng thẳng đến như vậy. Phải đó, lúc nào ba cũng nói trời ơi, đàn bà con gái á, đi làm cực nhọc quá làm gì, kiếm người nào mà lấy đi đỡ phải cực. Phụ nữ bây giờ đâu nhất thiết phải lấy chồng. Có phải muốn làm việc không? Dạ phải. Chị Thi sẽ mướn em. Thật không chị? Thật, dù sao gần đây cũng có rất nhiều học viên, chị đang cần người phụ. Hay quá. Nhưng mà chắc chắn ba sẽ không nhớ cho đâu. Hôm nay em cũng lén đến đây, không có dám cho ba biết. À, xin chào hai dì. Có phải đứa đi đăng ký học không? Hai dì coi chỗ chúng tôi có lớp yoga nào. Chúng ta đến đây chưa có đứng vững thì chúng ta đăng ký, nhất định chỗ này không có phải là chỗ đàng hoàng rồi. Còn nó ở đây chắc chắn sẽ học hư. Dạ, hai dì coi đi, có nhiều lớp lắm. Làm gì vậy? Gì? Sao giật được vậy? Chào. 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 Bộ quen hả?
Sao quen? Nè, tôi muốn hỏi cô, mấy lớp yoga ở đây có phải nam nữ đều tập trung hay không? Dạ phải, tập trung hết. Vậy còn người Ấn Độ hồi nãy cũng tập trung luôn hả? Công lại từ từ nào quá. Thả lỏng một chút hả? Trời ơi, còn ra cái gì nữa? Nè, bậy quá. Bỏ ra. Trời ơi. Ba má. Làm gì vậy? Ôm giặt quá làm gì? Ba má. Tụi con bị người ta lợi dụng rồi, trời ơi, còn không biết chuyện gì nữa. Mau khoác áo vô đi, thiệt tình. Thật là quá đáng mà. Ông bà không biết gì thì đừng có đến đây phá đám. Ông Patanjali là thầy yoga nổi tiếng ở thế giới. Khó khăn lắm tôi mới mời được ảnh đến đây dạy đó, có biết không? Trời ơi, tìm đại người Ấn Độ tới đây nói là thầy nổi tiếng. Cô tưởng tôi là trẻ con không biết chuyện để cho cô gạt hả? Ba à, ông Patanjali từng biểu diễn trên TV đó. Những người khác cũng có coi mà. Dạ phải đó rồi. Chào ông. Đã lên TV hay lắm sao? Đã lên TV giỏi lắm sao? Bản thân mày hư hỏng thôi đi. Tại sao dẫn em mày đến đây mấy chỗ không đàng hoàng vậy nè? Nè bác à, bác nói phải cẩn thận một chút. Đây không phải là chỗ không đàng hoàng. Ở đây là rất nghiêm túc, dạy người ta học yoga đó, bác có hiểu không? Mà bà đừng có nói bậy bạ mà. Công việc của chị ba rất đàng hoàng. Con cũng muốn làm ở đây nữa. Chị Thi đã nhận con rồi đó. Nè, sao con hư vậy? Muốn châm dầu vào lửa hả? Thiệt là quá đáng. Mặc đồ ít giả như vậy còn dám nói là đàng hoàng hả? Tôi nói ở đây treo đầu dê bắt thịt chó thì đúng hơn à. Bà là xong chưa vậy? Ở đây có rất nhiều người đó. Chuyện gì bà cũng không biết mà lại cổ hủ quá đi. Bà nhốt bảo bối ở thôn gì không cho nó đi làm. Bà muốn làm hại cả đời của nó hay sao vậy? Mày hư là chuyện của mày. Bây giờ nó sắp bị mày dạy hư rồi. Bản thân mày hư hỏng, mày đừng hòng dạy hư luôn cả nó nha. Thật ra bà có thành kiến với con làm việc gì cũng đều sai đều xấu hết. Mày... Đủ rồi, mai giờ chị đừng có cãi nhau về em nữa có được không? Hai cha con đừng có cãi nhau nữa được không? Bà im miệng thì có. Tôi chữa đứa bất hiếu này chưa có xong mà. Bác muốn chữa là chữa sao? Ở đây là chỗ cá nhân, không ai muốn tiếp bác đi đi. Cô đuổi tôi đi hả? Bác không đi tôi báo cảnh sát đó. Chị đi đừng, ba và em sẽ đi. Đi thôi không? Mày thiệt là quá đáng. Tôi la con tôi mà cũng phạm pháp sao hả? Hả? Đi đi cuối cùng đi. Đi. Mày... Xin lỗi chị Thi, xin lỗi nha. Đi. Ba má, tôi chưa rảnh la cô. Chuyện là gì? Hôm nay ba đã đến lớp yoga tìm Bảo Di. Ai ngờ Vĩnh Thi nói ba gây rối, đòi báo cảnh sát bắt ba. Sau cùng còn đuổi ba đi nữa. Cho nên bây giờ ba giận lắm. Thật ra chị ba hẹn em ra là muốn hỏi thăm sức khỏe gần đây của ba thôi. Cũng tại em nhiều chuyện nói là ngưỡng mộ việc làm của chị ba. Nhưng mà ba hiểu lầm nên cãi nhau với chị đó. Tục ngữ cũng có câu, cha nào thì con nấy. Thật ra Bảo Di và ba cứng đầu nhưng mềm lòng. Nhưng mà... con nói thật chứ, hai cha con đâu có chuyện thù dai, phải không ba? Đừng nói giúp cho đồ bất hiếu đó nữa. Trước đây nó theo người đàn ông bỏ qua Mỹ, làm ba không còn mặt mũi gì. Không được, còn phải bắt nó về thôn gì, nhốt nó lại. Nè, ông ạ, à, lần trước con đã nói với ba điều lệ xâm hại nhân thân. Nếu như ba bắt nhốt bởi gì lại, con sẽ lập tức thưa ba tội cố tình bắt đi và giam cầm. Mẫn, trời ơi, con điên khùng này. Là đem luật pháp ra mà nói chuyện với tao hả? Ông à, trời ơi. Gì? Phải đó, bị tù đó ba. Alo. Tôi sẽ đến ngay. Bye bye. Em phải ra ngoài. Được, đi. Mới về cái đi nữa. Ý, chị hai, sao chị lại đến? Chị muốn uống gì? Nước lọc hay là trà? Nước lọc được rồi. Để em đó cho chị ngồi chơi đi. Bởi vì nó... Thì cũng chỉ vì vậy, anh mới gọi em tới đây liền. Chị hai, nước nè. Cảm ơn. Ba còn ở nhà chị hả? Sao em biết? Hồi nãy bảo bối có gửi một tin nhắn cho em, cho nên em mới tới đây lánh nạn nè. Mất công lại cãi với ba. Lánh mặt nhau thì cũng tốt. Bây giờ ba giận lắm, nói gì cũng vô ích thôi. Tóm lại ngày nào ba còn ở nhà chị, em cũng không về đâu. Em không về. Không nói chuyện với anh chị nữa, em lên dọn dẹp phòng khách nha. Anh đã nhận lời cho nó ở lại à? Bộ em mới quen biết với anh hay sao? Xin lỗi nha, lại làm phiền anh nữa. Anh hiểu hoàn cảnh hiện giờ của cổ. Bây giờ tình hình đang căng thẳng, không thể cho Bảo Di gặp ba. Em không biết phải đưa Bảo Di đến đâu. Điều đó em không cần phải lo. Bảo Di không có hư hỏng lắm, cho dù bị người ta trục xuất khỏi nước. Anh nghĩ mọi chuyện không phải là lỗi của cổ. Nó đã kể chuyện đó cho anh nghe.
tại cổ bị người ta gạt thôi. Khi đến Mỹ, cổ mới phát hiện ông giáo sư đó đã có vợ rồi. Cổ muốn hỏi ổng cho rõ ràng, sau cùng bây giờ ổng tát cổ một cái. Cũng chính vì vậy mà bị thưa ra tòa. Suy cho cùng, cảnh ngộ của cổ cũng giống như trước đây em bị thưa ra tòa vì tội gây thương tích vậy. Em may mắn hơn, em đã gặp một thẩm phán rất tốt. Cho nên cực khổ đến mấy, em cũng học luật có phải không? Hình như nó rất tin tưởng anh. Vậy tức là sao? Tạm thời anh coi nó giùm em nha. Em đùa với anh sao? Nè, nè, thật sự anh không thể sống chung với một cô bé được đâu. Anh không biết chăm sóc cổ như thế nào. Thì nó sẽ tự lo cho mình. Lúc nãy anh cũng nói rồi, nó đâu có hư lắm. Thì anh có nói như vậy, nhưng mà chuyện này... Thì được rồi. Nếu anh không cho nó ở lại, để nó ở ngoài một mình, em không biết nó sẽ gặp chuyện gì. Anh cũng đâu có muốn nó gặp chuyện đâu. Nè, anh giao trước. Chỉ tạm thời. Tạm thời thôi đó, ok. Cảm ơn. Chị hai, ba má về rồi hả? Có đây nè. Đứa bất hiếu đó về rồi hả? Sao, có tìm được Bảo Di không? Con có gọi điện không ai bắt máy, làm con thấy lo quá. Mọi người yên tâm đi, bây giờ Bảo Di rất an toàn, nó không có gì. Còn sao em biết chị? Nó tìm em mà. Bây giờ nó đang ở đâu? Mọi người đừng có hỏi nữa, những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi bảo đảm nó rất an toàn. Mẫn à, thực ra có chuyện gì mà sao em không nói được? Nó có nói chuyện nào nó về không con? Còn với quý không chịu nói phải không? Được, bảo cảnh sát đi. Nè, ba. Hả? Ba mà đi về thì nó sẽ về nhà. Nó nói về thật sao? Con chỉ có thể nói nhiêu đó thôi. Bảo bối à? Dạ. Mau cùng má con về thôn Di dọn đồ. Dọn làm gì ba? Ba má sẽ ở lại chỗ này. Con nói dọn cái gì đây? Ba à? Ba không tin suốt đời này nó không gặp ai hết. Suốt đời không gặp ba má. Hiếm Mẫn, theo anh vào phòng. Có phải anh có chuyện muốn nói với em không? Em biết Bảo Di đang ở đâu phải không? Em sẽ không nói. Em không nói anh cũng đoán được. Bảo Di đang ở nhà anh Hùng, có phải không? Điện thoại vừa rồi là anh Hùng gọi cho em, cho nên em đã vội vàng đến nhà của anh. Anh đã đoán được rồi. Phải, Bảo Di ở nhà anh Hùng. Tại sao em nhận điện thoại mà không nói với anh? Nhìn khuôn mặt của anh đi. Nếu như em nói với anh có thể bình tĩnh giải quyết sao? Em đã biết là ba rất lo cho Bảo Di, tại sao em không đưa nó về chứ? Tình hình căng thẳng, em nghĩ Bảo Di không thích hợp gặp ba, cho nên em cho nó ở lại. Nhưng nó là em gái của anh, làm sao em không bàn bạc với anh? Theo em làm vậy điều tốt cho hai bên. Theo ý em không có nghĩa là anh cũng phải tán thành. Cô nam quả nữ họ ở chung một nhà, em nghĩ sẽ là chuyện gì đây? Anh nghĩ lệch lạc đâu vậy? Con người anh Hùng rất quang minh lỗi lạc, em hoàn toàn tin tưởng ảnh. Em tin người ngoài, còn hơn là tin chồng của em. Thiệt hết nói rồi. Anh đi đâu vậy? Anh đi đón Bảo Di về. Không được. Đây là chuyện gia đình anh. Anh nói vậy là sao? Tức là em không phải là thành viên trong gia đình anh. Ý anh không phải như vậy. Em đừng nghĩ bậy. Trong điều 5 chương 3 của bản hiệp ước, nếu hai vợ chồng đối với một sự việc có ý kiến khác nhau, lấy ý kiến của vợ làm điểm chung sau cùng, anh có nhớ không? Nếu như anh không nhớ, có thể coi lại lần nữa. Tóm lại em đã quyết định rồi, tạm thời giao Bảo Di cho anh Hùng coi. Nếu anh bước ra khỏi phòng này nửa bước, tức là không tuân thủ hiệp ước, làm trái lời hứa hôn nhân. Em thật là quá đáng. Trong hoàn cảnh này mà em còn đem bản hiệp ước ra nói à? Lúc trước là anh cam tâm tình nguyện ký vào, giờ anh muốn làm trái à? Anh không có nói vậy. Bất quá là anh không đi. Nhưng nói sao anh cũng không tin. Anh không tin là Đế Trí Hùng có thể chăm sóc được cho Bảo Di. Nè, cô Đương à, 11 giờ rồi đó. Phim này hấp dẫn lắm, mau xuống đây coi đi. Cô ở nhà của tôi thì làm ơn cô giữ nguyên tắc ở đây có được hay không? Vậy vi phạm được coi là xem thường tòa án hay là xem thường nhà đẹp đây? Nè, tôi nói cô biết, mỗi ngày tôi đều có thói quen đúng 11 giờ là lên giường đi ngủ. Bởi vì tôi ghét ai đến trễ lắm, cho nên mỗi ngày tôi đều đến tòa án rất là đúng giờ. Ý trùng hợp quá, trước khi ngủ em cũng phải uống ly sữa nóng. Bây giờ còn 3 phút nữa mới tới 11 giờ. Nè,
Em chưa tắm, chưa đánh răng mà. Nè, anh có bằng giấy đánh răng mới không vậy? Đã. Sao cô kỳ cục vậy? Cô có biết cái gì là quyền riêng tư hay không? Em biết chứ, nhưng không có bằng giấy làm sao đánh răng được. Anh cứ tiếp tục đi mặc kệ em. Những thứ cô cần ở phòng cô thì có đủ hết rồi. Cô mau ra ngoài giùm tôi đi có được không? Nếu em tìm được thì đâu có tới đây làm phiền anh. À, có rồi, em tìm được rồi. Cô ra ngoài được chưa? Anh có dầu gội đầu. Dầu gội đầu á? Được rồi. Cô ra ngoài đi. Anh có lấy giấy vệ sinh không? Tôi không cần đâu. Được rồi. Cô điên quá đi à. Ở nhà anh sao ít chén dĩa quá vậy? Ý, anh làm điểm tâm hả? Nè, đừng có nướng khét quá hết nha. Em sợ nóng quá sẽ nổi mụn đó. Nè, anh có mứt dâu không? Trét lên ngon lắm đó. Để em tìm nha. Anh ăn cũng ít quá ha. Chỉ ăn có miếng bánh mì thôi à. Hay là lát nữa em nấu tô nuôi nha, được không? Đừng có đổ nhiều quá, em uống không hết đâu. Đủ rồi. Cảm ơn nha. Nè, điểm tâm của em. Anh đang điểm tâm của em rồi. Hay lắm sao? Cùng lắm em ăn bánh mì không? Anh không biết chuyện gì hết à? Không nướng còn ngon hơn nữa. Ngon quá. Nè, có cái ly nào nữa không? Em khát muốn chết nè. Mấy cái ly sạch cô đều xài hết rồi. Muốn dùng ly á thì tự rửa đi. Đến nhà cũng là khách mà. Anh làm vậy thì còn gì là đạo đức tiếp khách. Không biết anh có từng nghe câu Lưu Đức Hoa nói không? Với thái độ phục vụ như ngày hôm nay là không đúng. Không biết Lưu Đức Hoa có từng dạy cô, làm người phải có trách nhiệm với những chuyện của mình làm. Không có chứ gì. Để tôi dạy cô. Tôi hy vọng trước khi tôi về nhà, những thứ trong nhà của tôi đều sạch sẽ và ngăn nắp lại. Ok. Chí, nhỏ mọn. Học hành thêm vài năm tưởng hay lắm sao? Làm thẩm phán thì sao? Chuyện gia đình người ta cũng không có quyền xen vào. Ba, ba có chuyện muốn nói với con hả? Phải, tôi đang nói cô đó. Hết quậy con trai của tôi, lại quậy con gái của tôi. Gieo sóng gieo gió như sợ cái nhà của tôi không được yên vậy. Cô thiệt là quá đáng. Ba có sao không ba? Ba ngồi xuống đi. Từ từ ngồi xuống. Từ từ nha. Ba thử từ từ hít sâu vào. Từ từ hít vào. Từ từ thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Ba thử ngồi thẳng lưng lên đi. Từ từ. Ngồi thẳng lưng lên rồi đặt hai tay lên đầu gối. Từ từ. Hít vào. Thở ra. Hít vào nữa. Thở ra. Ba thấy có đỡ hơn không? Con rót ly nước ấm cho ba. Thôi khỏi đi. Tôi không sao. Anh Quang à, em thấy anh nên đưa ba đi kiểm tra sức khỏe đi. Hồi nãy trên sân thượng thấy ba tập võ, xém chút thở không nổi. Lần trước em tự tung tự tác, sắp xếp cho Bảo Di ở chung với người đàn ông đó. Anh không làm gì được em. Lần này chuyện của ba, em để anh tự giải quyết đi được không? Được. Đây là giấy xin phép miễn trừ, phiền em ký tên vào. Giấy xin phép miễn trừ. Chúng ta đã có bản hiệp ước. Để tránh tranh chấp, anh nghĩ sau này anh phải làm đúng theo trình tự. Anh muốn xin miễn trừ gì? Phơi các bạn. Theo điều 11, chương thứ 3, trong bản hiệp ước của chúng ta, người chồng có trách nhiệm tìm hiểu sở thích của vợ. Anh biết em không thích mùi tanh của cá, nhưng ba lại thích. Cho nên, anh xin phép miễn trừ. Nếu như em chịu ký vào, anh sẽ đem giấy miễn trừ này đóng vào bản hiệp ước để tránh bị quên. Được rồi. Cảm ơn em. Bây giờ anh đi, chuẩn bị chở em đi làm.
ba má đến chơi, anh có thể dành nhiều thời gian cho ba má, không cần phải đưa em đi làm. Không được. Theo điều 8 chương 3 của bản hiệp ước, người chồng phải làm hết khả năng thỏa mãn yêu cầu của vợ. Anh không đưa em đi làm tức là vi phạm. Vậy ba má định ở bao lâu? Có cần phải xin miễn trừ nữa không? Anh sao vậy? Em chỉ hỏi cho biết thôi. Anh biết anh đã vi phạm điều 1 chương 1. Anh sẽ chuẩn bị thêm một tờ xin miễn trừ, thời hạn 10 ngày, đáo hạn anh làm tiếp. Tiếp tục đi. Anh sẽ làm đúng theo hiệp ước. Vậy em hài lòng chưa thẩm phán? Nếu em không duyệt thì sao? Có phải anh lập tức kêu họ đi không? Giờ đi. Anh Hùng, hồ sơ anh cần đi. Cảm ơn. Em ra ngoài nha. Nè, em chờ một chút. Gì vậy? Vụ kiện này là sáng nay anh giao cho em xử mà. Bây giờ em lại đem trả cho anh. Xin lỗi, em lấy lộn, để em đi lấy cho anh. Em làm sao vậy? Tâm trí để đâu đâu? Gia đình có chuyện hả? Một đứa em gái đã làm em và anh Quang có thêm nhiều xích mích. Bây giờ cả nhà ảnh đều đến ở đây hết. Anh có thể tưởng tượng em có biết bao phiền phức. Anh đâu có hơn gì em đâu. Bởi vì lại đem phiền phức đến cho anh à? Ngoài việc làm nhà cửa của anh rối tung lên, cô còn chiếm luôn không gian riêng của anh nữa. Tóm lại anh thấy nhức đầu lắm. Chúng ta vì nó gặp biết bao nhiêu chuyện bực bội mà nó vẫn không kiểm điểm lại mình. Anh đã cảnh cáo cô rồi, kêu cô dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Vì cô bướng bỉnh lắm, sẽ không nghe lời của anh đâu. Lát nữa tại sở em sẽ theo anh về nhà coi nó. Anh nói nhà cửa rối tung lên mà. Anh không ngờ cô dọn dẹp sạch sẽ tới như vậy. Peter, Peter. Bởi gì? Anh chị có thấy Peter không? Nè, cô dẫn người về nhà sao cô hỏi tôi một tiếng nào hết vậy? Chắc là ở trong bếp rồi. Peter, 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 Peter. Anh nuôi cá từ hồi nào vậy? Cái gì? Nè, anh mới thấy lần đầu tiên đó. Em vừa mới mua đó. Còn có Peter nữa nè. Cô bày mấy trò này để làm cái gì vậy? Cô làm ơn, để em chú đi hết đi, có được không? Gì chứ, em chỉ muốn nhà anh có thêm sức sống thôi mà. Em hứa với anh là em sẽ chăm sóc chúng. Tôi không cần biết, cô nói tôi không có tình cảm, không có tình thương cũng được. Tóm lại, tôi không muốn thấy những thứ này ở trong nhà của tôi, ok? Chị hai. Thực ra, chủ ý của Bảo Di cũng rất là hay. Nuôi những động vật nhỏ có thể đào tạo tính trách nhiệm. Nói vậy cũng được sao? Hay quá, sau này Mary cũng là thành viên trong gia đình. Peter, Paul, Mary. Có phải có ý nghĩa lắm không? Cô làm ơn đặt tên khác cho chúng đi. Đừng gọi là Peter hay là Mary gì đó có được hay không? Ý chết rồi. Gì vậy? Em không biết chị đến chơi, chỉ mua có 2 miếng sườn bò thôi. Chị đâu có ở lại đây ăn cơm đâu, chị có hẹn rồi. Vậy thì tốt quá. Ngoài sườn bò ra chúng ta được uống rượu chát nè. Cô không được phép uống rượu. Vậy thì em uống nước ngọt, anh uống rượu đi. Cô chừng nói giùm em nha, để em vô chiên sườn bò. Nè. Bảo Di rất nghe lời anh. Xem ra nó sống chung với anh không có vấn đề gì lớn. Nè, nó có cắn người không vậy? Thấy con nó có đau bụng không? Nghĩ kỹ chưa? Ây chà, thiên tử cũng đánh nữa thiệt. Ba ơi, tối nay con có buổi họp mặt bạn bè, sẽ về trễ một chút. Con phải đi ngay đây, đến trễ sẽ chết đó. Nè, chết cái gì mà chết. Cẩn thận chút đi. Dạ biết rồi, trưởng thôn ông 13, anh Á Cơ chưa vui vẻ nha, bye bye. Bye bye. Đi vậy. Cô bỏ đi đâu nhanh vậy? Con nói cơm phần nó rồi. Yên tâm đi, tối nay tôi đói bụng lắm. Anh nói bao nhiêu tôi ăn hết bấy nhiêu. Không ngờ thằng cu giỏi việc nhà, giỏi việc nước, còn hiền thục hơn vợ mày. Anh Thông, con dâu anh đâu? Trời ơi, chú biết cái gì? Làm chánh án bận rộn lắm. Chơi xong vắng này nghỉ nha, ăn cơm được rồi. Ê, củ trường mà cũng ăn không nổi, phải nói là xui ghê. Sao hả? Sao? Có cần đợi bà chánh án mày về với ăn không vậy? Con nghĩ là cô sắp về rồi. Mọi người đói bụng cứ gì ăn trước. Dĩ nhiên ăn trước rồi. Nè, ăn mau đi. Ăn đi, ăn đi. Ăn cho tôi không có sao. Ơi. Nè, hôm nay vui vẻ quá. Chờ tới sáng luôn đi. Chờ tới sáng. Con sợ vợ con không thích hả? Không phải. Nhưng cho tới sáng hại sức khỏe lắm. Trưởng thôn cũng đã già rồi. Nè, chơi mệt rồi ở lại đây thêm vài ngày nữa. Hả? Con không muốn tiếp mọi người sao? Phải rồi,
Ông không sao đâu. Đi cá nè, cẩn thận cẩn thận. À, ăn cơm. Rồi đến đây. À, ăn cơm đi. Này sao mày không ăn đi? Còn phải đợi vợ mày về mới ăn được thì sao chứ? Thường ngày là vậy mà. À, người chồng gương mẫu luôn à. Anh hai à, ở thôn Di không tìm được người đàn ông nào hắc thủ phu đạo như nó đâu. À, anh trao giải thưởng cho nó đi. Thôi cơm, ăn cơm. À, mở, về rồi hả? Ăn cơm, ăn cơm. Ờ, tốt quá. Quang à, vợ con đã về, con có cơm ăn rồi. Tôi ăn rồi, mọi người tự nhiên đi. Thái độ gì? Chứ là đợi mày rót trà bưng nước vào vậy. Hỗn hào quá. Thôi, ăn cơm. Tại sao em không mở điện thoại? Em không về ăn cơm, tại sao không gọi điện thoại về nói? Em đã gọi điện về nói rồi. Em còn nói điện thoại em sắp hết pin, anh đừng lo. Em gọi hồi nào anh không có nghe? Bảo bối nghe đó, không tin hỏi nó đi. Bộ anh đợi em ăn cơm à? Điều khoản quy định anh phải toàn tâm toàn ý chăm sóc em. Em chưa về em sao anh dám ăn? Thế nào là không dám ăn trước? Anh đừng cưỡng từ đoạt lý. Cái gì cái gì? À, cơm canh nguội rồi, ăn không ngon đâu, thôi ăn cơm, ăn cơm nha. Anh đều không ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Trời ơi, anh không bao giờ cho phép mình ăn nguội nè. Mỗi một chữ, mỗi một câu anh đều nhớ rất rõ ràng. Thái độ anh như vậy là sao? Có phải anh không hài lòng về bản hiệp ước không? Nếu như trước đây anh không chịu ký bản hiệp ước, em sẽ đồng ý lấy anh xong. Hả? Ký kết hôn thì tôi có nghe, còn bản trước hiệp ước là trước đây anh cam tâm tình nguyện ký bản hiệp ước. Bây giờ anh muốn làm trái với lời hứa sao? Vợ chồng phải ký hợp đồng thiệt tình. Chính vì anh làm đúng theo điều khoản nên mới bị người ta cười, bị người ta nói anh hiền lương thục đức, bị người ta nói anh hắc thủ phu đạo. Anh có làm sao? Anh làm được sao? Theo điều 1 chương 1 của bản hiệp ước, ba và má không được ở lại đây. Bây giờ cả thôn đều ở đây hết, có phải anh sẽ đuổi họ đi không? Nó đuổi chúng ta đi kìa. Còn điên khùng này. Ba, nè, nè ông 13, không có được 13. Điều 1 chương 1 của bản hiệp ước thì cứ nhau không được ở chung với ba má chồng, cho dù ở cùng khu vực cũng gọi là vi phạm. Trời ơi, mày điên rồi hả? Chú Thọ, anh Thông, chú Thọ, anh Thông. 100 năm trước nghe thức người qua lên tòa tuyên thề thì ra là rất đặc biệt. Năm 1868, ông An Sĩ Đề, chủ tịch luật chính của thời kỳ đó đã có một kiến nghị về quy định thay thế toàn diện phần tuyên thề của nhân chứng tại tòa. Nội dung đề cập thì ra từ năm 1843, nghi thức tuyên thề mà người qua thường sử dụng chính là đốt giấy vàng hoặc chặt đầu gà, mà còn thề độc là nếu những gì họ nói không phải là sự thật thì sẽ bị trời đánh chết không có chỗ dung thân. Nhân chứng phải hoàn thành nghi thức này rồi thì khẩu cung mới được chấp nhận. Đốt giấy vàng được sử dụng đến năm 1856, còn chặt đầu gà sử dụng đến năm 1918. Theo lời kể, gà trống dùng tuyên thề, sau phiên tòa sẽ cho nhân viên phiên tòa ăn đó.